Thưa đại chúng, các phương tiện truyền thông thuộc Internet hiện nay có thể làm thay đổi cuộc sống của con người rất là nhanh. Có những người ban đêm ngủ một giấc thức dậy, sáng ngày mai trở thành một hiện tượng mạng, hoặc là người nổi tiếng ở trên thế giới. Ngay như cái người nổi tiếng mà họ cũng không biết là mình nổi tiếng nhanh như vậy. Cụ thể như trường hợp anh chăn bò người Chăm tên là Soi Tiết, sinh năm 1988 ở huyện Vân Canh, Bình Định. Anh Soi Tiết có tuổi thơ rất là đáng thương, bất hạnh. Ở gia đình nghèo, người mẹ thì bị bệnh lao phổi, không có tiền chữa trị, cho nên mất sớm. Cha anh là người nghiện rượu, không có công ăn việc làm, cho nên đã đưa hai anh em đi ăn xin, hết chỗ này đến chỗ kia, có khi ở đình, có khi ở chùa, rồi có khi ở vỉa hè. Thế nhưng mà khi xin được thì yên, còn xin không được thì có khi ông đánh đập cả hai anh em, rất là tội. Người bác thấy thương nên nhận anh về nuôi, còn người dì thì nhận đứa em gái về nuôi. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình người bác cũng không có khá giả gì, nên cũng không thể nào lo cho anh học hành được. Và người bác đã làm đơn xin cho anh được vào trại mồ côi để có cơ hội đi học. Trong thời gian ở trại mồ côi anh được đi học, nhưng do sức khỏe yếu nên học cũng chẳng thấy đâu. Lúc còn nhỏ trải qua tuổi thơ đi ăn xin, rồi lang thang, thất học. Khi vào trại mồ côi thì học mất căn bản. Thêm vào đó anh bị bệnh viêm phổi nặng nên không thể học nổi. Năm 18 tuổi thì trại gửi lại về gia đình. Lúc đó thân thể anh chỉ còn có da với xương thôi. Bệnh thì cũng nặng. Về sau cha của anh cũng mất vì bệnh ung thư phổi. Như vậy mẹ anh bệnh lao phổi, thì cha anh thì ung thư phổi, còn anh thì bị viêm phổi. Có lẽ là anh bị di truyền từ cha mẹ của mình. Khi trở về nhà, anh ở nhờ nhà người dì. Lúc này lớn rồi nên anh phải tự lo liệu vấn đề cuộc sống. Anh xin đi chăn bò thuê để lấy tiền phụ giúp cho người dì trong vấn đề sinh hoạt ăn uống hàng ngày. Trong thời gian đi chăn bò, nó lúc rảnh rỗi anh thường hay nghe nhạc, ca hát. Anh này thì cũng rất là đam mê nhạc, đặc biệt là rất thích giọng ca của Đan Trường. Lúc anh ở trại mồ côi cũng thường nghe và hát theo ca sĩ Đan Trường. Anh cho đó là một niềm vui, sự giải trí. Khi trở về nhà đi chăn bò đó, anh cũng cố gắng gom góp tiền để dành, rồi mua một chiếc smartphone cũ, có thể chụp hình, có thể quay phim, có thể sử dụng các cái mạng xã hội. Sau đó anh cũng lò mò làm các kênh YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, vân vân. Nói chung tuổi trẻ bây giờ tiếp thu rất nhanh về các thứ mạng xã hội. Bản thân thầy hiện tại thì chưa biết sử dụng hết chức năng của điện thoại di động. Còn Facebook, TikTok, Instagram, Twitter hay là gì đó thì mù tịt. Hằng ngày thì anh lấy điện thoại quay những cảnh mình đi chăn bò, rồi quay việc đội chăn bò. Từ khi chăn bò anh đã tụ tập được mấy đứa trẻ cùng chăn bò với nhau, rồi thành lập một cái biệt đội chăn bò. Chúng vui chơi hay làm gì đó anh đều quay đưa lên kênh YouTube, đưa lên TikTok, Facebook, Instagram. Để một hôm thì anh ta không biết sao hứng lên để mới sáng tác ra một điệu nhạc đếm số từ số 41 đến số 49 bằng tiếng Anh, from 41 to 49.
Giọng đọc của anh rất là hay, phải nói là rất đặc biệt. Anh tập đọc tới đọc lui rồi sau đó tập hát, tự quay rồi đưa lên TikTok. Không biết làm sao một đoạn clip ngẫu hứng hát vài câu tiếng Anh này lại lọt vào lỗ tai của một anh rapper người Mỹ tên là Snoop Dogg. Thì anh này là một người chơi nhạc rap nổi tiếng của Mỹ á. Khi anh nghe được bài hát của Soi Tiết thấy hay quá nên anh đã đưa lên mạng cá nhân của mình. Và có rất nhiều người vào nghe, thậm chí có ca sĩ Chris Brown, người Mỹ nổi tiếng, nghe hay quá cũng đưa lên trang cá nhân của mình. Và chỉ trong vòng 1-2 ngày mà những trang này có tới hơn 40 mấy triệu người xem. Cứ thế bài hát này lan tỏa đến những nhạc sĩ, ca sĩ nước ngoài. Và người ta chép lại rồi đưa lên trang cá nhân của họ phổ biến. Tự nhiên anh nổi tiếng trên thế giới. Đúng là anh ngủ một đêm sáng thức dậy tự nhiên thấy mình nổi tiếng trên thế giới. Theo quan điểm của Đạo Phật thì không có cái gì tự nhiên mà thành tựu cả. Nhìn quả thì biết nhân, có nhân thì mới có quả. Không thể có quả mà không có nhân. Chắc chắn trong quá khứ anh Soi Tiết có gieo trồng một cái nhân tốt nào đó. Khi đủ duyên thì mới ra hoa kết quả như vậy. Đó là nói về nhân quá khứ, còn nói về nhân hiện tại. Chúng ta thấy rất rõ ngay từ nhỏ, anh đã đam mê âm nhạc và thích ca hát. Đến khi nhân duyên đầy đủ thì tự nhiên anh sáng tác nhạc và tự hát với chất giọng rất là đặc biệt. Rồi lại được rapper nổi tiếng người Mỹ phổ biến và phối nhạc cho lời ca của anh. Nhờ đó mà được nhiều người biết đến. Nếu như mà lời ca của anh Soi Tiết này không được rapper nổi tiếng người Mỹ phổ biến thì chưa chắc bài hát đó đã được nhiều người biết và anh được nổi tiếng trên thế giới như bây giờ. Thực tế có rất nhiều người hát rất hay, có chất giọng rất tốt nhưng chưa chắc đủ duyên để được nổi tiếng như Soi Tiết này. Ngay cả nhiều ca sĩ hát cả đời nhưng ít có người biết đến. Còn Soi Tiết này chúng ta thấy chỉ hát có mấy câu chơi thôi mà bỗng nhiên nổi tiếng. Như vậy nếu không có nhân duyên phước đức thì làm sao được may mắn như vậy. Qua đó ta thấy rõ tất cả đều có nhân duyên, nhân quả hết. Có những người rất giỏi nhưng chưa chắc đã nổi tiếng. Có những người thì chỉ nhờ một cái nhân duyên đặc biệt nào đó phải bỗng nổi tiếng. Cụ thể như trường hợp của Soi Tiết này. Như vậy việc Soi Tiết nói theo thế gian á, thì ngủ một giấc tỉnh dậy tự nhiên may mắn thấy mình nổi tiếng. Còn nói theo Đạo Phật á, thì là nhân quả của anh. Khi nhân duyên đầy đủ thì sẽ ra hoa kết quả. Không kết quả là không có nguyên nhân. Và không có cái gì trên cuộc đời này mà tự nhiên thành tựu cả. Hiện tại khi anh nổi tiếng rồi thì người ta bắt đầu chú ý đến anh. Và các trang mạng của anh á, số người xem lại tăng lên. Theo thống kê thì TikTok của anh á, là hơn 1.400.000 người theo dõi. Còn cái Instagram á, thì có khoảng 660.000 người. YouTube thì tới hơn 460.000 người đăng ký. Vừa rồi anh nhận được một giải thưởng nhà sáng tạo truyền cảm hứng năm 2020 của TikTok Awards. Bởi vì người ta thấy anh là một người bệnh, một người trong hoàn cảnh nghèo khổ, khó khăn, đi chăn bò như vậy. Mà cũng cố gắng vươn lên để bây giờ có được sự thành công. Cả thế giới biết đến. Người ta dành cho anh một giải nhà sáng tạo truyền cảm hứng năm 2020 của TikTok Awards. Thầy nghĩ cũng rất xứng đáng. Chúng ta thấy rằng hiện tại ở trên thế giới có rất nhiều trang mạng xã hội như TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter v.v.
Không biết những trang kia như thế nào, còn riêng trang YouTube á, thì có chèn quảng cáo. Khi có quảng cáo trên kênh của ai thì chủ kênh được tiền. Cho nên người ta rất thích tạo kênh trên YouTube để có được tiền quảng cáo. Có những kênh YouTube một tháng họ có thể kiếm được từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu. Thậm chí có những kênh một năm có thể kiếm được hàng chục tỷ. Không ngờ chuyện làm kênh YouTube đơn giản mà có những người kiếm được nhiều tiền như thế. Về tiền quảng cáo của YouTube thì tính theo số lượng người xem. Người xem kênh của mình càng nhiều thì tiền quảng cáo được càng nhiều. Cho nên có những người tạo ra cái kênh của mình và họ làm mọi cách để thu hút nhiều người xem. Nhiều người xem thì họ được nổi tiếng và được nhiều tiền. Từ đó dẫn đến tình trạng có những YouTuber lôi kéo nhiều người xem kênh của mình bằng cách là họ thực hiện những clip kích động bạo lực, rồi cổ súy, lối sống đồi trụy, kích dục, mà chửi bới, nhảm nhí, ăn chơi, thác loạn, phá phách, v.v. Có nhiều kênh mở ra toàn là nghe chửi không à. Từ đầu đến cuối chỉ có nghe chửi. Mà không biết chửi cái gì nữa. Ta gọi là thánh chửi. Vậy mà có nhiều người nghe, thậm chí có nhiều người ghiền nữa chứ, hâm mộ nữa. Còn có những kênh làm chuyện mê tín dị đoan, đánh nhau cũng có, rồi phá làng, phá xóm cũng có. Thậm chí có những kênh nó tổ chức ăn cá sống, rồi hoặc là bỏ cả con gà để nguyên lông còn sống như vậy á, vô cái nồi cháo nấu. Nói chung là họ tạo ra một cái gì đó hấp dẫn, khác lạ, ấn tượng để thu hút những người xem. Chúng ta thấy ở trên đời này cái gì có cầu thì có cung. Bởi vì người xem bây giờ thì nhiều quá. Hình như là không những giới trẻ mà cả người lớn tuổi cũng vậy. Hiện tại các kênh đó được người ta thường xuyên xem, nên gọi là nhu cầu của thời đại đó. Hôm qua thầy tiếp xúc với một bà ở dưới miền Tây lên. Đi theo có hai đứa cháu gái khoảng 18, 20 tuổi gì đó. Bà thì ngồi nói chuyện với thầy. Còn hai đứa cháu gái thì cứ ngồi lướt internet. Thầy ngồi nói chuyện với bà nó không quan tâm. Nó không cần biết gì mình nói chuyện gì hết á, cứ ngồi lướt internet chơi vậy đó. Cho nên thầy nghĩ đó là một nhu cầu của con người thời đại. Bây giờ có 4 5 trang web, trang mạng gì đó thì cũng không đủ cho họ xem. Thí dụ như họ lướt qua YouTube coi không có gì mới, rồi lướt qua Facebook coi có cái gì mới hay không. Không có lại lướt tiếp qua TikTok, rồi đến lướt qua Instagram, rồi Twitter vân vân. Nói chung cứ lướt hết cái này qua cái kia xem có cái gì mới, độc lạ hay không. Cho nên chúng ta thấy bây giờ trên thế giới á, có hơn 7 tỷ người. Thì thầy đoán rằng cũng phải có hơn 5 tỷ người tối ngày cứ lướt web như vậy. Chúng ta đi ngoài đường nhìn thấy tuổi trẻ hãy đứng đâu ngồi đâu là lấy điện thoại ra lướt, coi hết cái này đến cái kia. Thậm chí có những người nghiện đến nỗi đang đi đường cũng lướt web. Rất là nguy hiểm và rất dễ gây tai nạn. Mà họ coi cái gì? Đa phần là coi những cái hiếu kỳ, những thứ mới, độc lạ. Cho nên trước đây công an cũng bắt một vài YouTuber làm những clip kích động bạo lực, cổ súy, lối sống đồi trụy, kích dục, chửi bới hoặc là đánh nhau gì đó. Thế mà cái số fan của những người này đông lắm. Kênh của họ có cả hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi. Cho nên trước đây thầy có làm một câu lục bát á, hiền tài chẳng mấy ai fan,
dân chơi phạm pháp 100.000 người lai. Có nghĩa là hiện tại thì ông hai hâm mộ hết á, còn mấy anh dân chơi phạm pháp lại có hàng trăm nghìn, hàng triệu người thích để đăng ký. Có lần báo đăng một anh YouTuber làm cái clip bạo lực hay là cái clip phản cảm gì đó, rồi bị công an bắt. Và khi đưa ra tòa xét xử thì các fan cuồng đến dự rất đông, đa phần là tuổi trẻ, có cả học sinh. Chúng ta thấy đây là hiện tượng rất đáng báo động về ảnh hưởng xấu từ một số YouTuber đối với giới trẻ. Bây giờ tuổi trẻ không biết làm gì, cứ lên internet coi hết cái này đến cái khác, cái gì lạ lạ hấp dẫn là coi. Những cái tốt, những cái hay, đạo đức, những cái đem lại lợi ích cho trí tuệ, cho cuộc sống tốt đẹp thì chúng ít khi coi lắm. Còn mấy cái thứ độc lạ, có hại thì lại coi nhiều, nên nó hấp dẫn mà. Cho nên những anh YouTuber khai thác những thứ đó để thu hút người xem. Và người xem càng nhiều thì tiền của anh cũng càng nhiều. Mình không thể ngờ có những anh YouTuber làm những thứ nhảm nhí như vậy đó, mà một tháng kiếm tới cả chục, thậm chí cả trăm triệu á. Quý vị nghĩ đi, có hấp dẫn hay không? Thầy suy nghĩ đây cũng là thứ nhu cầu của con người ở thế kỷ này, không phải là trẻ mà cả người lớn tuổi nữa. Như vậy mình có nên suy nghĩ làm cách nào để có thể dùng phương tiện này truyền tải Phật Pháp đến với họ hay không? Vấn đề này Chư Tăng chúng ta phải suy nghĩ, bởi vì đây là những phương tiện rất cần, có thể giúp mình hoằng pháp. Nhưng điều quan trọng là mình phải làm sao tạo ra được cái chương trình gì đó hấp dẫn thì mới thành công. Còn không hấp dẫn là thua. Cho nên vấn đề này mình phải suy nghĩ, phải tính toán làm sao có thể thu hút được người xem. Khi nói đến cái kênh A, B gì đó của mình là người ta thích và mở ra xem, chúng ta phải suy nghĩ mới được. Bởi vì đó là một nhu cầu rất lớn của thế giới hiện đại. Mình không biết tận dụng để mà hoằng pháp thì rất uổng. Thầy nghĩ như vậy. Có những cái kênh mà làm những chuyện gì đâu nhảm nhí vô ích, phản cảm mà người ta coi rất nhiều. Nhiều khi thầy thấy có những kênh mở ra chẳng có gì hết, nói chuyện tào lao thiên đế, vậy mà họ mới đưa lên một ngày á đã có mấy trăm nghìn người xem, qua 2-3 ngày sau họ lên đến hàng triệu người xem. Đôi khi quý thầy đầu tư vào một bài giảng tốn biết bao nhiêu công phu, thế mà đưa lên thì có vài trăm hoặc vài ngàn người coi, có khi được một vài chục ngàn người coi, trong khi kiến thức bài giảng rất là sâu rộng và đem lại lợi ích rất lớn cho cuộc sống an lạc hạnh phúc của mọi người. Nhưng hình như họ không có thích nghe. Còn những thứ nhảm nhí vô ích thì người ta xem rất là nhiều, và những YouTuber đó trở thành nổi tiếng. Giống như vừa qua ông Minh Phúc, bây giờ nhiều người cứ đưa hình của ông ra và đặt cho ông cái tên là ông thầy ăn thịt chó, cứ đăng hình đăng bài của ông liên tục, làm tới làm lui hoài vậy đó mà cũng có người xem. Lòng vòng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, mà khán giả thì cứ vẫn thích xem những cái chuyện hiếu kỳ như vậy. Mà hễ còn người thích xem thì các YouTuber còn tiếp tục đưa bài lên để kiếm tiền. Còn bài giảng của các thầy đầu tư công phu và hay như vậy mà Phật tử chẳng mấy ai xem, chẳng mấy ai nghe hết. Bây giờ mình phải có cách gì mới được? Điều quan trọng là mình phải suy nghĩ cách gì, làm phương tiện gì để mà hấp dẫn người ta xem. Thầy đang suy nghĩ sắp Tết nè, mình có nên tổ chức chương trình thi kể chuyện cười mang tên là Chuyện Cười Nơi Cửa Chùa không? Ai kể chuyện mà nhiều người cười thì sẽ được thưởng. Mình làm cái clip đó để Tết người ta xem. Tết người ta xem
mà những cái câu chuyện cười đó cũng tạo được cái niềm hoan hỷ cho họ. Hôm nay thầy cũng thông báo trước cho đại chúng, ai có khiếu hài nên chuẩn bị câu chuyện vui gì trong Phật pháp kể làm sao mà người nghe cười thì sẽ được thưởng. Thầy mời cả những cư sĩ ở trong chùa cũng tham gia luôn. Ở đây chủ yếu mình phải nghĩ ra những chương trình gì đó để thu hút người xem nhằm chuyển tải lời Phật dạy. Cho nên chương trình phải là hướng đến giáo dục, đạo đức, hướng thiện, hướng thượng cho con người. Tất nhiên đôi khi mình nghĩ không cần kênh của mình nổi tiếng. Thực ra anh có nổi tiếng thì người ta mới chú ý đến anh. Cũng giống như xôi tiết, trước đó có ai biết đến anh đâu. Nhưng bây giờ nổi tiếng thì tất cả trang mạng của anh người ta theo dõi rất là nhiều. Mình phải làm sao cho người ta biết mình, biết kênh của mình thì họ mới xem, chứ không dễ gì mà tự nhiên người ta xem đâu. Cho nên Đức Phật mới dạy cái thuyết nhân duyên đó, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, nó tương quan tương duyên với nhau. Mình phải làm chương trình gì đó cho nổi bật thì mới thu hút được người ta, rồi từ đó thì mình mới đem Phật pháp đến với họ được. Cho nên anh xôi tiết này ngủ một đêm, sáng hôm sau dậy tự nhiên thấy mình nổi tiếng trên thế giới. Bây giờ người ta chú ý đến anh rất là nhiều. Quý vị lên Google gõ chữ là anh chàng chăn bò thì tự nhiên nó ra nhiều lắm. Vừa rồi chương trình Điều Ước Thứ Bảy của đài truyền hình VTV3 đó đã đưa anh ra Hà Nội để thực hiện, và anh được nhiều người tặng quà có giá trị khá lớn. Anh nói rằng hiện tại có một số người ở bên Mỹ mời anh qua đó diễn, và ngay cả ở Việt Nam cũng vậy. Anh nói anh có biết gì đâu, chỉ hát chơi cho vui vậy thôi chứ anh có phải ca sĩ đâu. Mà bây giờ họ mời anh đi hát, anh cũng không biết mình hát cái gì nữa. Thật có một số người nước ngoài thỉnh thoảng mời anh hát bài đếm số number song cho tiệc sinh nhật của họ, và họ cũng trả tiền cho anh. Nhờ đó mà hàng tháng anh cũng kiếm được một ít tiền để chi tiêu. Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, thầy xin tóm tắt mấy vấn đề như sau. Thứ nhất, qua câu chuyện của anh chăn bò xôi tiết này, chúng ta thấy được sự lan tỏa rất nhanh của các cái trang mạng xã hội bây giờ. Thứ hai là theo quan điểm của Đạo Phật thì không có kết quả nào mà không có nguyên nhân. Thành quả mà xôi tiết có được hôm nay là do nguyên nhân xa hoặc gần của anh tạo ra. Không có cái gì tự nhiên mà có được. Ba, người xưa có câu bạo phát, bạo tàn. Tự nhiên nổi tiếng nhanh quá cũng có thể xuống nhanh đó. Vì hưởng phước mà không tạo phước thì hưởng phước lâu ngày cũng sẽ hết. Như trồng lúa, mùa này trúng, mùa sau không cấy cày thì cũng còn lúa để ăn. Thực chất và chuyên môn âm nhạc của xôi tiết thì không có. Khó mà tồn tại lâu dài trong sự nghiệp ca hát được. Tuy nhiên, vấn đề này nếu phước báu trong quá khứ của anh còn thì anh vẫn tiếp tục hưởng lộc lâu dài. Điều này chưa ai có thể biết được cái gì. Thứ tư là người xuất gia của chúng ta cũng cần dùng cái phương tiện các trang mạng xã hội này để truyền tải lời Phật dạy đến với mọi người một cách nhanh nhất. Tuy nhiên cần phải thực hiện như thế nào để thu hút người xem thì mới có thể thành công được. Năm, chùa chúng ta cũng đã thực hiện các chương trình như Phật pháp nhiệm màu, ánh sáng Phật pháp, hoa mặt trời, và gần đây là chương trình tâm sự đời tu được các Phật tử đón nhận và xem rất là nhiều. Phải nói là đây cũng là một thành công lớn của chùa chúng ta trong việc dùng các cái phương tiện này để mà hoằng pháp. Tuy nhiên dù món ăn gì có ngon cách mấy, lâu ngày thì cũng chán. Chúng ta phải thường xuyên đổi mới chương trình thì mới có thể thu hút người xem được.
Thầy hy vọng là chương trình Tiếng Cười Nơi Cửa Chùa sắp tới sẽ được các Phật tử đón nhận và giới thiệu đến nhiều người cùng xem, để góp phần truyền bá những lời dạy cao quý của Đức Phật.